Như vậy là màn so tài giữa Liverpool và Man United đã kết thúc với kết quả hòa không đều. Đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng nhưng các vị khách cho thấy rằng họ đang cải thiện đẳng cấp hơn sau 2 năm cùng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Bây giờ, bóng đá24h.vn và trên đường pitch xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tường thuật và bình luận sau trận nhé. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Klopp đã thừa nhận Matip có thể sẽ đủ sức khỏe cho trận đấu quan trọng với Man United. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra khi huấn luyện viên Klopp đã phải xếp cho Jordan Henderson và Fabinho đã cặp trung vệ, thay vì tin tưởng các cầu thủ trẻ như Rhys Williams hay Nathaniel Phillips. Trên hàng tiền vệ, thật bất ngờ khi Jadon Sancho được ra sân ngay từ đầu, bên cạnh Jorginho Wijnaldum và Thiago Alcantara. Cuối cùng, cái đinh ba Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah tiếp tục có cơ hội sát cánh sau chuỗi thi đấu kém ấn tượng trong thời gian vừa qua tại sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù. Về phía Man United, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn có trong tay lực lượng hùng hậu, nhưng vì Edinson Cavani đã chơi trọn vẹn ở trận thắng Burnley nên hôm nay chỉ có mặt trên băng ghế dự bị. Về cơ bản, các vị khách không thay đổi nhân sự ở vị trí trung vệ, với việc Victor Lindelof trở lại thay thế Eric Bailly, trong khi xuất hiện với một hàng tiền vệ sở hữu đủ mọi tố chất cơ động, mềm mại và sáng tạo với Fred, Scott McTominay, Paul Pogba và Bruno Fernandes. Cuối cùng Anthony Martial và Marcus Rashford chơi trên hàng công, mặc dù tiền đạo người Pháp mới là nhân tố đá lệch trái, còn MBE của xứ sương mù bất ngờ đóng vai trò trung phong cắm. Nhìn sơ qua thì Man United sẽ đá lệch theo kiểu 4-4-2 kim cương, nhưng thực tế là họ vẫn áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Pogba đá lệch phải thay vì lệch trái như trước. Đúng như dự đoán, đội chủ nhà Liverpool muốn lấy công bù thủ bằng việc đẩy cao đội hình, nhưng các vị khách Man United chưa phòng ngự cực kỳ xuất sắc ở khâu phòng thủ. Thế trận một chiều diễn ra trong khoảng 30 phút đầu tiên, khi Liverpool có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, những mũi giáp công Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino vẫn chưa tệ như một vài trận gần đây và khiến đội chủ nhà bế tắc dù có nhiều pha dứt điểm. Tấn công nhiều nhưng không thể làm gì hơn, Liverpool suýt nữa phải trả giá. Phút 33, Luke Shaw bất ngờ dẫn bóng thẳng về phía khung thành đối diện, buộc Jadon Sancho phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm đội chủ nhà. Sau đó, nhà trưởng Bruno Fernandes đã sút phạt cực kỳ nguy hiểm, mặc dù trái bóng chỉ đi sát mép ngoài cột dọc. Sang hiệp thi đấu thứ hai, bầy quỷ đỏ vẫn chưa thực sự ổn định như những phút đầu, nhưng họ bất ngờ tấn công khởi sắc hơn hẳn kể từ nửa sau, khi khung thành của Liverpool bị đặt trong trạng thái nguy hiểm và có một vài thời điểm tưởng như bàn thắng có thể đến với Man United bất cứ lúc nào. Sau khi Edinson Cavani vào sân, các vị khách gần như ép ngược lại Liverpool. Phút 75, Marcus Rashford đưa bóng sang cánh trái cho Luke Shaw, băng lên căng ngang vào trong cho Bruno Fernandes. Tuy vậy, pha dứt điểm cận thành của tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể đánh bại một Alisson Becker sừng sững trong khung gỗ. Tới phút 83, thủ thành này một lần nữa cứu thua cho Liverpool khi cản phá thành công cú ra chân rất nhanh của Pogba ở cự ly gần. Bên phía đội chủ nhà, họ chơi có phần hụt hơi trong hiệp 2 và chỉ tạo ra được một pha bóng mà Thiago vung chân từ ngoài vòng cấm địa, khiến David De Gea phải trổ tài lần duy nhất trong trận đấu. Chung cuộc, màn so tài trên sân Anfield kết thúc với tỷ số hòa không đều. Man United vẫn giữ ngôi đầu bảng với 37 điểm, còn Liverpool bị tụt xuống vị trí thứ tư với 34 điểm. Và cuộc đua vô địch năm nay vì thế cũng sẽ rất hấp dẫn, bởi Man City ở trận đấu sau đó đã đánh bại Crystal Palace để vươn lên vị trí thứ hai mặc dù còn nguyên một trận chưa đấu. Sau màn so tài nảy lửa, cả hai vị huấn luyện viên đều có những phát biểu đáng chú ý trên Sky Sports. Jurgen Klopp nói, nếu thắng 1-0 tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Thực tế thì Man United đang ở một thời điểm hoàn hảo về mặt phong độ. Họ đang bay cao và chúng tôi đang gặp khó khăn. Liverpool chơi tốt trong hiệp 1 nhưng không ghi bàn. Hiệp 2 diễn ra cởi mở hơn một chút, họ có hai cơ hội lớn để ghi bàn mặc dù Alisson Becker đã cứu thua xuất thần. Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ, tôi rất thất vọng vào lúc này, với những chấn thương mà họ gặp phải gần đây, bạn muốn đến Anfield và giành chiến thắng. United không xứng đáng với 3 điểm vì chơi chưa đủ tốt. Chúng tôi đã trưởng thành trên sân và nghĩ rằng phải giành chiến thắng trong hiệp 2 khi tạo ra hai cơ hội lớn như vậy. Chúng tôi có thể bình tĩnh hơn, có thể cướp bóng nhiều hơn, nhưng thực sự thì toàn đội đã phải phòng thủ và mất bóng rất nhiều. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Luke Shaw nên là người được xướng tên. Cầu thủ sinh năm 1995 đã bỏ túi các tiền đạo cánh bên phía Liverpool và anh cũng tham gia tấn công ấn tượng. Tiếc rằng một vài quả tạt trong hiệp 2 của Shaw không thể trở thành kiến tạo cho Man United. Như đã nói ở tiêu đề chuyên mục, bóng đá24h.vn và trên The Pitch tin rằng Man United mới là đội nên giành chiến thắng ở trận này, nhưng họ không xứng đáng có được 3 điểm. Thực tế cho thấy Liverpool buộc phải dồn lên tấn công nhằm khỏa lấp điểm yếu hàng thủ. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể làm gì trước một hàng phòng ngự chơi ấn tượng bên phía đối thủ. Do đó, về cơ bản thì huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và các học trò đã làm tốt khâu bảo vệ cầu môn trong khi lấy lại thế trận trong hiệp 2 và đáng lẽ ra phải ghi bàn ở tình huống mà Paul Pogba bỏ lỡ cơ hội 10-10.
nhưng cũng vì không đánh bại được Alisson nên các vị khách cũng chẳng xứng đáng có được 3 điểm. Ngoài ra chúng ta cần phải ca ngợi phẩm chất tuyệt vời của Luke Shaw. Màn trình diễn trước Liverpool có thể coi là đỉnh cao nhất mà ngôi sao sinh năm 1995 tạo ra kể từ khi anh chuyển đến Man United chơi bóng vào năm 2014. Shaw bỏ túi Salah. Rồi khi Mane đảo cánh thì anh cũng làm điều tương tự với ngôi sao người Senegal. Theo thống kê, Shaw thực hiện tới 4 pha giải nguy cho đội nhà. Số lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi là 8/12, trong đó hầu hết là các pha đối đầu với Salah. Sự xuất sắc của Shaw khiến các tiền đạo bên phía Liverpool mất đi sự tự tin và cuối cùng tịt ngòi một cách đáng thất vọng. Về ý tưởng cho cuộc đua vô địch, bóng đá 24h.vn và trên đường pitch tin rằng Liverpool sẽ cùng thành Manchester tạo ra thế chân vạc ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong một mùa giải bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đội bóng nào sở hữu lực lượng đông đảo hơn và duy trì được dàn nhân sự ổn định, đội bóng đó sẽ có cơ hội vô địch vào tháng 5.